Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Tiếp tục với Cần Câu hôm nay. Đầu tiên là cây số 1. Số 1 là một cây cần hai khúc nha mọi người. Cần hai khúc, cần này có bốn khoang thì còn nguyên. Đấy, bốn khoang bao gồm ba khoang và cái đầu bu trên này. Đấy. Đấy. Này thì người ta đã cột lại hết rồi. Còn sỏ dưới này thì như thế này đây. Đây này nó hình như nó oxy hóa, nó dính cứng luôn rồi. Giờ mình xỏ từ dưới này nha mọi người. Đọt này. Đấy. Cần này chất liệu phíp thôi nha mọi người. Cần loại này thì phíp nhựa hoặc là trúc đều có. Cần này nếu còn tem thì chắc chắn nó là Olympic rồi, nhưng mà có điều là không có tem nên thôi, mình không có đặt Olympic cho nên mọi người mất công sao đo nó lại nữa mày. Bắt vặn kim loại này. Đấy, các loại kim loại chỗ này nó đang bị cứng này. Đấy. Cái này dài 1,5 m, thu vào là 76 cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 2,2 ly, cân nặng là 160 g. Đây là cái số 1. Số 1 cái này bán 80.000. Số 1 80.000 nha mọi người. Tiếp theo là một cây cần 3 đoạn. Cần 3 đoạn. Cần 3 đoạn này sẽ có 1 phang, 2 phang, 3 phang, 4 phang. 4 phang và 1 đầu bu nha mọi người. 4 phang và 1 đầu bu. Phang ok. Cần này thì chất liệu là hình như là nhựa đặc các mọi người. Nhựa đặc hay là phíp vậy đó. Nhựa đặc hay là phíp vậy đó. Đó, mình cầm rất là đầm tay. Đó. Đọc này, uống đọc cho mọi người thôi, mình không nhát vào nữa nhé. Vì về tự cân nhắc và mất thời gian quá. Này, hãng gì thì cũng không rõ nữa đâu. Này, bát này, bát vặn này. Cái cần này dài 2,3 m, thu vào 79 cm, đường kính đột đỉnh của nó là 2,2 ly, cân nặng là 240 g. Cái số 2 giá 160.000. À, 160.000 rồi. Số 3 là một cây cần trúc. Cần trúc 3 đoạn nha mọi người. Cây cần trúc ghép 3 đoạn. Đây, là trúc ghép cho mọi người, mắt của nó này. Cái mắt này. Đấy. Trúc ghép lục giác á. 3 đoạn. Đây. Nó còn 3 phang, nó bị mắc 2 phang nha mọi người, bị mắc 2 phang. Nó còn 3 phang. Đọt của nó này. Đấy. Những cái phần này này, phần nhát này mọi người về á, lấy nhám mịn chà sơ đi cho nó mực đi nhé, chà sơ đi cho nó mực. Mình nhát vào trong cái đầu bên kia thì nó dễ dàng hơn. Đấy, cần này dài 2,5 m, thu vào 83 cm, đường kính độc đỉnh của nó là 2,8 ly, cân nặng là 260 g.
Cây này số 3, giá 100.000. Tiếp theo số 4 là cây cần trúc 3 đoạn nữa. Cần trúc 3 đoạn thì cần này đủ phan, nguyên zin đủ phan, ok nha mọi người. Đấy, có thêm đây. Cần này thì hãng gì cũng thấy nữa, nhưng mà nhìn như là Olympic chứ cái gì. Bắt vặn đây, phan đầy đủ nhé. Đây, cái đầu bu nó bị cái sợi chỗ này này, nó bị bứt ra này. Đầu bu sợi chỗ này nó bị bứt ra đây nhé, mọi người về cột lại. Cột lại cái đầu bu thôi. Đây, để mình lấy cái đọt ra mình uống cho mọi người coi. Cần trúc ghép, cần trúc ghép phẳng 6 miếng lục giác này mọi người nè. Cần lục giác không? Đấy, là trúc ghép thành nha mọi người. Cần này dài 24, thu vào là 84 cm, đường kính đột đỉnh của nó là 2,95 mm, cân nặng là 310 g. Đây là cây số 4. Số 4 giá 150.000. Tiếp theo số 5 là cái cần 3 khúc hiệu gì đây? Sakura. Cần 3 khúc hiệu Sakura. Cái này thì dàn phan 1, 2. Cái này nó có 3 phan rồi đó. Cái này của nó là có 4 phan, mà hiện tại nó chỉ còn một cái đầu bu với lại một cái phan chỗ này. Đấy, mắc một phan chỗ này này, mắc phan chỗ này. Về mọi người cọc thêm nhé. Đấy, đọt này. Đấy, đọc vậy. Cần này dài 2m4, thu vào 84 cm, đường kính đột đỉnh là 2 ly, cân nặng là 200 g. Cái này cây số 5 150. Số 5 150. Tiếp theo số 6 là một cây cần 2 khúc này. Cần 2 khúc thì đây, chất liệu của cây cần này thì là hình như là nhựa đặc đó mọi người, nhựa tổng hợp đặc á. Cần là dài 1m6, thu vào 84 cm, đường kính đột đỉnh của nó là 2,4 ly, cân nặng là 120 g. Cái cần này cần số 6. Số 150.000. Đây. Phan thì hơi bị hăng rỉ, mọi người về đánh thôi nhé. Tiếp theo cũng là một cây cần 2 khúc. Đây, cần này chất liệu là thiết hay nhựa ta?
phíp hay là nhựa đặc gì mình cũng chưa nhận ra nhưng mà như là phíp á. Đấy, còn này ngoại hình của nó chắc cũng được 85-90% mọi người. Đây, bu này, khoang này. Đấy, bát nhựa vặn. Càng này dài 1m6, thu vào 84cm, đường kính độc đỉnh là 2 ly, cân nặng là 140g. Số 7, càng là 140. Tiếp theo, số 8, thêm một cây càng 2 khúc, đọt nhỏ nhỏ nữa. Còn coi dàn phang, 1 phang, 2 phang, 3 phang, 4 phang, 5 phang, 6 phang, 7 phang, 8 phang, 1 đầu bu. Phang thì mình thấy còn ok nha mọi người. Đá điếc ok. Đá điếc ok luôn. Đọt khá là mảnh nha mọi người. Đọt mảnh. Đấy. Này cao cảm giác này. Cái cần này dài 1m5, thu vào 85cm, đường kính đọt đỉnh của nó là 0,7 ly, cân nặng là 80g. Cần này ngoại hình 95%, rất là mới nha mọi người. Sao không có cái móc này. Số 8 này 190. Tiếp theo số 9 là một cây cần 3 khúc, chất liệu là nhựa tổng hợp nha mọi người, nhựa tổng hợp. À, mô hình cây này thì khoảng 80-85%. Ok, đọc. Phan thì 1 phan, 2 phan, 3 phan, 4 phan còn ok. Đầu bu còn ok nha mọi người. Đấy. Bát vặn này, kim loại này. Cái này dài 2m4, thu vào là 85cm, đường kính độc đỉnh của nó là 2,4 ly, cân nặng là 320g. Đây là cây số 9, giá 160. Rồi, 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 ngậm ống rồi. Tiếp theo, số 10 là một cái cần 3 khúc nha mọi người. Này, nó hư cái phang cuối cùng rồi, phang cuối nha. Còn lại mấy cái phang đây là 1, 2, 3 phang và 1 đầu bu còn ok nha mọi người. Đấy, đầu bu thì nó sợ tục, nó cọc luôn, cước cứng nhắc rồi. Đấy. Cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này 85% trở lên. Này, bát vặn. Cái này dài 2m7, thu vào là 97cm, đường kính độc đỉnh là 2,7 ly, cân nặng là 220g. Cái này cây số 10. Số 10 bán 201.
Tiếp theo, cây số 11. Số 11 là một cây cần túc. Cần túc ghép lục giác nha mọi người. Cần túc ghép lục giác. Đấy. Cái cần này thì giờ về làm cần tay được, không thì cọc phan vô làm mà cần máy thì tùy. Đó, nó chỉ còn một cái đầu bu thôi, còn lại mấy cái phan thì người ta tháo ra hết rồi, nhưng người ta dùng làm cần tay luôn rồi. Đấy, đọt này đọt rất là chắc chắn nha mọi người. Cần này dài 1m7, thu vào là 80 mấy cm đây. Thu vào là 86 cm nha mọi người, 86 cm. Đường kính đọt đỉnh là 3 ly, cân nặng là 180 g. Đây là cái số 11. 80. 11 80. Tiếp theo số 12 là một cây cần hai khúc Olympic. Này. Cần này thì 1 2 3 4 phan còn ok và một đầu bu còn ok luôn nha mọi người. Đấy. Chất liệu là phíp nè. Ngoại hình của cái cần này 90% trở lên. Đấy. Phan kim loại. Bắt nhựa vặn này. Cái cần này dài 1m8, thu vào 94 cm, đường kính đọt đỉnh của nó là 1,1 ly, cân nặng là 120 g. Số 12. Cái này bán 150.000. 12 150.000 cho mọi người. Tiếp theo số 13 là một cây cần hai khúc Olympic này. Hai khúc Olympic. Cái cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của nó 90-95% mọi người. Nước sơn còn rất là đẹp. À, phan cũng còn ok hết luôn. Một phan, hai phan, ba phan, bốn phan, năm phan, sáu phan và một đầu bu còn ok nha mọi người. Đấy. Phan to phan nhỏ thì còn ok hết. Bắt vặn kim loại này, cũng đọt này, đọt rất là cứng cáp nhé. Người ta ai chứ sao nó khổ bố bây giờ, đừng có thổ nữa. Cái càng này dài 2m1, thu vào 1m1, nhưng mà đường kính đọt đỉnh là 2,4 ly, cân nặng là 360 g. Cần này là số 13. Và 250.000. 13 250.000 nha mọi người. Tiếp theo 14. Ồ, 14 cái cần này hình như nó bị bứt cái dây nhợ, người ta tự xử cọc lại hết rồi. Này. Cái cần hai đoạn này. Đấy nha mọi người, cần hai đoạn. Phan thì còn nguyên. Phan thì còn. Có điều là nó bị bứt nhợ hết rồi nên thành ra người ta quấn dây, quấn dây đồng đây rồi người ta quấn bằng keo cho mọi người về, mọi người quấn nhợ lại. Này. Nhợ. Đây. Đây này. Mọi người quấn nhợ lại nhé, chứ mấy cái phan thì còn nguyên, một phan, hai phan, ba phan, bốn phan. Đấy. 4 cái phan và một cái đầu bu thì ok rồi. Chỉ có là 4 cái phan là mọi người về phải cọc lại. Và cái chỗ nhát ống này, của chỗ nhát ống này nó bị móp này mọi người, bị móp này. Mọi người về lấy cái ống tròn gõ vào nhé, gõ vào cho nó nông ra nhé. Đấy. Này là tự chế thôi, tự xử thôi. Chất liệu của cây này là phíp, ngoại hình của cây này thì 80% trở lên. Dài 1m8,
thu vào là 1,02 m, đường kính đột đỉnh của nó là 2,2 ly, cân nặng là 160 g. Cây này cây số 14 80 14 80. Tiếp theo cần số 15 là một cái cần hai khúc, cần trúc ghép lục giác em ơi, cần trúc ghép lục giác, một phang, hai phang, ba phang, ba phang một đầu bô, ba phang một đầu hô, còn nguyên vẹn nha mọi người. Đấy, người ta cầu còn nguyên vẹn, cái kim loại không rỉ nên là thành y nguyên đó. Đấy, đọc đó là cứng cáp này. Cái cần này dài 2,1 m, thu vào là 1,11 m, đường kính đột đỉnh của nó là 4 ly, cân nặng là 280 g. Cái này cây số 15, anh nói là 14, số 15, cây này 150 nghìn nha mọi người, 15 150 nghìn. Tiếp tục cây số 16. Ồ, bây giờ này toàn mấy cây vải chai không? 16. Cây cần nó đi sơn trắng hết lại luôn mọi người. Không biết có bị gì không, nó xịt sơn trắng bóc không? Phan này, phan cuối nó cọc này. Đó, phan đầu bu này. Mấy phan đầu bu này lẫn thai rồi nha mọi người. Đây, phan này. Đây này. Đây, đó. Nói chung là phan còn ok. Bắt được này, bắt Fuji còn có ghê chứ. Đấy, cần hai đoạn, ngoại hình thì không đẹp nhưng mà mình thấy độ cứng của cái cần này khá là ghê này, đọt độ cứng khá là ghê mọi người. Đấy, bây giờ 2,1 m, thu vào là 1,11 m, đường kính đột đỉnh của nó là 3 ly, cân nặng là 280 g. Cái này số 16. Cái này bán 100. 16 100 nha mọi người. Tiếp theo số 17. Suzumi nha mọi người, cần Suzumi, cần số 7, cần Suzumi. Thì cần này chất liệu phíp nha mọi người. Hình của cái cần này thì 85-90% trở lên. Có một cái á, là cái cần này là người ta chế rồi nha mọi người. Cần này người ta chế rồi này, tức là cái thằng dưới là của một cái cần khác này, tay là một cái đầu khác này. Đấy, thân dưới thì nó mất cái phang đây rồi. Đấy, cái tay này người ta chế này, người ta lấy cái đầu nhát của cái cũ này, người ta cái này đáng ra lẫn nằm ngoài mà người ta nhát để vào trong rồi. Cái này cũng nằm trong chứ, chế vào đây. Mọi người về thêm keo vào nó cứng luôn nhé. Cái này chắc về chế một khúc thôi chứ giờ hai khúc luôn. Nó cũng hơi lỏng. Đấy, chế bán chế luôn này, người ta chế cho mình không chế đâu rồi. Mình là mình có ghép là ghép cần nguyên chứ không có ghép cần chế kiểu này. Này, giờ 2 m, thu vào 1,18 m, đường kính được kính cái độc đỉnh đó là 2,4 ly, cân nặng là 160 g. Cái này cây số 17 17, này bán 80 nghìn, bán được mình nhiều rồi. Riêng cái tay Suzumi này về xử là đủ phê rồi.
Tiếp theo số 9 là một cái cần 3 khúc. Cần này của thằng nào? Mất tay à, cần đai hoa nha mọi người, đai hoa 3 khúc. Đấy, một phan, hai phan, ba phan, ba phan đều còn đẹp nha mọi người. Chỉ có à đầu bu còn ok, ba phan còn đẹp, đầu bu ok luôn. Đấy. Đọc cứng nè. Đấy. Chất liệu phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây này thì khoảng cỡ 85%. Dài 3m3 nè, thu vào 1m11 nè, 1m15 chứ. Đường kính độc đỉnh của nó là 3,1 ly, cân nặng là 480g. Cây này cây số 18, 350.000. 18, 350.000. Tiếp theo là cây cần số 19. À, 19. Đấy, cho mọi người coi luôn. Còn này cần lua đúng không? À cần lua. Cái cần lua số 19. Phan là còn ok hết nha mọi người. Đấy. Phan còn ok hết. Đấy. Cần lua Suzumi này. Số 19. Con này Suzumi China xuất nhập. Đấy. Bass Fuji này. Đấy mọi người. Cái cần ngoại hình của cái cần này là 90-95% nha mọi người, rất là mới. Màu sơn nó nè, rất là đẹp. Cái này dài 2m rưỡi. Cái này dài 2m rưỡi, 2m rưỡi, 2m4 gì đó mọi người, 2m rưỡi, 2m4 gì đó. Đúng rồi. À, thu vào là 1m27 này. Đường kính độc đỉnh của nó là 1,8 ly, cân nặng là 180g, giá 500. Số 19, 19, 500, 500. Tiếp theo cái cần số 20, cần cuối cùng trong video này của cái hiệu gì đây, hiệu chất liệu phíp, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này, cần này hai khúc nha mọi người, ngoại hình của cái cần này 80% trở lên. Đấy, đọc nó cứng cáp này. Phan này, 1 phan, 2 phan, 3 phan, 4 phan, 5 phan, 6 phan, 7 phan và 1 đầu bu nha mọi người, 7 phan và 1 đầu bu đều còn ok. 7 phan và 1 đầu bu đều còn ok nha mọi người. Đấy. Bass thì Fuji này. FPX 24. Đấy. Cái cần này dài 2m4. Thu vào là 1m25, đường kính độc đỉnh là 2,2 ly, cân nặng là 360 g. Cây này cây số 20, giá 450.000, 450.000 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng đó là 0786 55 55 99, mình ở Đà Nẵng. Và mọi người mua hàng thì đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bắt đầu mình sẽ ship cho mọi người. Và hình thức ship là ship code, phát hàng tới nơi mọi người nhận hàng, trả tiền hàng và ở tiền ship nha mọi người. Và điều mọi người bắt buộc phải lưu ý đó là trước khi nhận hàng mọi người phải kiểm tra hàng cẩn thận. Đấy,
bất kỳ một cái lỗi gì hay là gãy vỡ gì cũng phải báo cho mình để giải quyết ngay lúc đó, còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp đã nhận hàng rồi mới báo nha mọi người, không giải quyết bất kỳ trường hợp nào đấy, mọi người lưu ý.